Vâng, xin chào các bác, thanh lý nốt con này cho nó rộng nhà. Lúc sáng tôi đã thanh lý một con máy lọc không máy hút ẩm của Corolla của Nhật. Mai tôi có đúng một con này nhá. Nhà tôi có 3 con thì tôi thanh lý nốt. Kia mua về kinh doanh nhưng mà cũng chả có thời gian đăng lên nên là tôi bán thanh lý cho các bác. Con này là sáp. Con này nặng gấp đôi cái con Corolla buổi sáng tôi bán, to hơn một chút, nhưng nặng gấp đôi luôn. Bãi zin 100% luôn. Nếu mà trong thời gian bảo hành, nếu mà bị làm sao tôi sẵn sàng trả lại tiền cho các bác luôn. Kể cả giá thanh lý tôi vẫn trả lại tiền cho các bác. Nên các bác yên tâm về mà chơi, mà dùng. Đây là cái gạt gió trên, gió dưới. Đây nó có hai cửa gió này. Đây là cửa gió bên dưới. Còn đây là các cái nút chức năng tắt nguồn này. Còn đây là các hệ hút ẩm. Đây là hẹn giờ 2 tiếng, 4 tiếng này. Còn đây là kiểu hút ẩm, hút mạnh, hút yếu gì đấy. Nói chung là tiếng Nhật mình dùng cái phần mềm hút cô dịch tràn ra. Nó không bị vỡ, không bị móp méo. Nhưng nó có sớt, cái nhựa này nó bị oxy hóa theo thời gian nên là nó mà chuyển sang, chắc tôi đoán là nhựa nó cũng hơi vàng vàng này. Nhưng mà theo thời gian thì nó ngà vàng hơn. Nếu bác là muốn đẹp hơn thì mua cái ly lông ấy, về dán lại, ly lông các có màu sắc ấy, về dán lại xung quanh. Thế còn ở trên này thì vẫn còn đẹp. Xung quanh vẫn còn đẹp. Xuống Mạnh Quyền đến đấy được. Đây. Rất đẹp nha. Các bác nào muốn đẹp hơn thì dán lại. Nhưng mà tôi nói luôn là cái đồ này thì nó làm bãi thì chẳng quan tâm lắm làm gì quá. Nó sẽ phả hơi nóng ra để hút ẩm. Còn đúng một con này các bác nha. Và con này thì tôi đoán chắc nó VIP hơn cái con kia rất nhiều. Nó gấu ở đây hộp nước đây. Hộp này hút ẩm nó sẽ có thùng nước ở đây. Rút ra là máy nó sẽ ngắt. 2 triệu đồng. Lúc nào bắn tiền là tôi gửi hàng cho qua Viettel hoặc là xe khách. Còn đúng một con các bác nhá. Đang xuống rồi. Đây. Sáp nặng gấp 2 lần con Corolla buổi sáng tôi bán. Đây là thông tin của cái nó này. Các bác dùng trong phòng 45m2 trở lại. Đấy. 230W PC63. Cái tầm nó chẳng khác gì cái kiểu điều hòa. Xin chào các bạn.